Xe hổ vồ chi chắc 7 tấn 7, cái con hơn 500 thanh lý đời 21 không chú? Đây là câu hỏi của anh cầu thủ Tây Bắc, cần thủ Tây Bắc nhá. Gửi tới em Hoàng xe tải, đấy là kênh YouTube của bác. Thì vâng, thì trên bãi của em còn rất nhiều xe ben hổ vồ 7 tấn 7 nhá. Có màu xanh này, xanh cốm này, và màu xanh dưa kia bác tài nhá. Đấy, màu xanh dưa kìa, đấy màu xanh này. Giá hiện tại của xe này đó là 554 triệu các bác tài nhá. 554 triệu, rất là rẻ thôi, rất là rẻ luôn. Trả góp 180 triệu có xe. Đấy thì về chiếc xe này thì hiện tại giá thì em vừa báo qua đấy, và trả góp báo qua đấy, thì em Hoàng xin phép là lên tổng thể toàn bộ xe luôn. Đây là chiếc xe của nó. Đấy, nếu mà anh cần thủ Tây Bắc thích xe này gọi cho em Hoàng nhá. Địa chỉ giám xe của em ở Hà Nội và Hưng Yên các bác tài nhá, Hòa Bình nữa. Đấy, chủ yếu là ở Hà Nội, bác tài là bắt xe xuống bến xe là gặp em thôi. Xe này dùng lốp 1000-20, loại lốp là lốp SRC nhá, SRC lốp sao vàng, cầu là cầu láp. Cầu là cầu láp, xe 7 tấn 7 thì có khối lượng thùng này là 6 khối rưỡi, dài là 4m04, rộng 2m28, cao 74,5 phân. Đây. Đó, cầu này là cầu 13 tấn các bác tài nhá, bọng cầu rất là to luôn. Đây, các bác tài muốn biết cầu to cầu nhỏ nhìn vào cái cầu này. Cầu hộp vô sẽ to hơn rất là nhiều so với các xe khác, kể cả cái dòng xe thùng và xe ben. Nhíp lá này dày 13 ly, 20 lá. 20 lá các bác tài nhá, 20 lá. Đấy, phanh hơi lẫn cơ đều đầy đủ hai bên. Sasi 805 dài 13 ly này. Đó, sasi 805. Đây là thùng. Máy động cơ ở trên xe này thì thuộc dạng động cơ U-Chai hổ vồ, công suất 140 mã lực, 4 máy ga điện, trang bị hộp số là 5-6 tiến một lùi nhá, hộp số 1 tầng 6 tiến một lùi. Đấy, bình dầu thì là bình dầu nhôm hợp kim mạ sơn tĩnh điện, lốp 1000-20. Đây, bây giờ em vào nội thất cho quý tài xem này. Khóa đây, khóa này, con này là khóa cơ nhá quý tài nhá, đây khóa cơ. Đây là nội thất của xe, kính quay tay. Kính quay tay nhá. Bác tài lên kính điện nó gọi cho em, em Hoàng vẫn hỗ trợ lên kính điện bình thường. Cái này thì xe thì chưa có sắp điều hòa. Nói chung ở mức cơ bản thôi, nội thất là mức cơ bản thôi. Bên em Hoàng là đầu tư hết vào phần khung gầm rồi. Đấy, ghế là ghế 3, ghế ngồi và một giường nằm khá thoải mái đằng sau. Có cửa trời. Nóng này các bác tài bỏ thêm tầm khoảng 9-10 triệu lắp điều hòa là ok nhá. Đấy, có số phụ luôn này. 6 tiến một lùi. Đó, thì vậy thì với 180 triệu đến 200 triệu các bác tài có mua xe này không? Xe này hiện tại đang em thấy Hoàng đang thấy là nó rất là kinh tế. Thứ nhất là thùng to 6 khối rưỡi nhá. Thứ hai giá hơn 500 triệu. Đấy, mà chả có 180 triệu có xe. Mà cấu hình các bác tài mua được một chiếc xe là cabin két, đi rừng rất là thoải mái. Đi chở vật liệu xây dựng rất là thoải mái. Thậm chí là mình có thể ngủ qua đêm trên xe. Bởi vì nó là cabin két mà. Đấy, bác tài nào quan tâm đến dòng xe này gọi cho em nhá. Và đấy, xe thì bên em đang có sẵn anh cần thủ Tây Bắc nhá. Có cần mua xe gọi cho em Hoàng 0383 368978 và nhớ mua xe của em nhá. Và em Hoàng xin kính chào. Xin chào.